Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình thời sự của truyền hình Quốc Oai. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Sáng ngày 29 tháng 6, Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai. Chi bộ Bệnh viện Đa khoa huyện hiện có 69 đảng viên chính thức tham gia sinh hoạt. Trong những năm qua, Chi bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai luôn lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ luôn đạt danh hiệu chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn đạt từ 90% trở lên. Tập thể lãnh đạo cán bộ, viên chức Bệnh viện Đa khoa huyện đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khẳng định vai trò là đơn vị chủ lực của huyện trên mặt trận chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bệnh viện được đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại như máy chụp cắt lớp vi tính, hệ thống máy lọc máu chu kỳ, hệ thống nội soi dạ dày đại tràng, siêu âm tim, siêu âm màu 4D, máy đo chức năng hô hấp, máy xét nghiệm sinh hóa tự động và hệ thống máy hiện đại phục vụ phục hồi chức năng. Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai đã phát triển một số kỹ thuật mới hiện đại như phẫu thuật tán sỏi bằng laser, phẫu thuật kết hợp xương, lấy sỏi nội soi qua da, phẫu thuật cắt amidan, phát triển kỹ thuật tiêm khớp, kỹ thuật nội soi chẩn đoán. Từ năm 2016, Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai được Ủy ban nhân dân thành phố nâng hạng bệnh viện từ hạng 3 lên hạng 2. Bệnh viện đã được Sở Y tế phê duyệt tổng số 5.810 kỹ thuật, đáp ứng cơ bản yêu cầu của bệnh viện hạng 2. Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai đã nhận được nhiều phần thưởng của các cấp trao tặng. Với sự phát triển không ngừng, cùng nhiều kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ những năm qua, đến nay, chi bộ Bệnh viện Đa khoa huyện đã lớn mạnh, đủ điều kiện thành lập đảng bộ theo quy định điều lệ đảng. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đánh giá cao những kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ Bệnh viện huyện trong thời gian qua đã thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn trong và ngoài huyện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện tiếp tục xây dựng hoàn thiện quy chế làm việc của Đảng ủy, các chi ủy chi bộ, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các cấp, thực hiện tốt các nghị quyết, đề án, kế hoạch và các chương trình của huyện ủy, thực hiện tốt 5 quan điểm của Đảng, 3 mục tiêu của ngành về công tác y tế, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện. Đối với mỗi đồng chí đảng viên, cần phát huy hơn nữa vai trò của người đảng viên, gương mẫu đi đầu, thực hiện nghiêm quy định của điều lệ Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai đã công bố quyết định thành lập 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện huyện, đồng thời chỉ định Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ. Sáng ngày 29 tháng 6, Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 09 huyện ủy tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng, Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 09 huyện ủy tiếp tục khảo sát, nắm chắc tình hình doanh nghiệp để phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên, tiến tới thành lập tổ chức, chú trọng củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, các đoàn thể, đã thành lập một chi bộ doanh nghiệp với 3 đảng viên, thành lập mới 4 công đoàn cơ sở và kết nạp mới 61 đoàn viên công đoàn. Hiện nay đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập 2 tổ chức đảng, đoàn thể. Phát biểu tại hội nghị,
đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo đề nghị Đảng ủy khối doanh nghiệp, các đoàn thể huyện tăng cường tuyên truyền, vận động để chủ doanh nghiệp nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tác dụng của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Tập trung rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn để phát hiện những doanh nghiệp có đủ điều kiện, vận động và hướng dẫn các đơn vị thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp, chú trọng tạo môi trường đầu tư và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Sáng ngày 1 tháng 7, Hội Cựu Chiến binh huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021 và sơ kết phong trào cựu chiến binh gương mẫu 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, dự và chỉ đạo hội nghị. Tiếp tục thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh thành phố, nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh huyện Quốc Oai. Trong 5 năm 2016-2021, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đời sống tinh thần vật chất của hội viên và gia đình hội viên được nâng cao, số hộ khá và giàu tăng nhanh đạt 71%. Hội đã tham gia tích cực có hiệu quả trong việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chất lượng cơ sở hội được nâng cao, tỷ lệ hội viên cựu chiến binh gương mẫu đạt 98%, gia đình hội viên văn hóa đạt 97,5%. 23 trên 23 cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng 18%, 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về những kết quả đạt được, Hội Cựu Chiến binh huyện đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 1 đồng chí, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khen 1 đồng chí. Hội Cựu Chiến binh thành phố khen 2 đồng chí, huyện hội khen 3 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích phát triển kinh tế giỏi 5 năm 2016-2021. Cũng tại hội nghị, Hội Cựu Chiến binh huyện đã tổ chức sơ kết phong trào cựu chiến binh gương mẫu 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời khen thưởng cho 3 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021. Chiều ngày 1 tháng 7 năm 2021, Thường trực Hội đồng Nhân dân đã tổ chức khảo sát kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm tại hai cơ quan Kho bạc Nhà nước huyện và Chi cục Thuế khu vực Thạch Thất Quốc Oai. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước huyện, 6 tháng đầu năm 2021, Kho bạc Nhà nước huyện tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nước các khoản tiền do tổ chức cá nhân nộp tại Kho bạc Nhà nước, thực hiện điều tiết các khoản thu chi các cấp ngân sách theo quy định của pháp luật, kiểm toán, thanh toán, chi trả các khoản chi của ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định. Tất cả các chứng từ giao dịch tại kho bạc đã được thực hiện thanh quyết toán và giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến, công khai, minh bạch, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân đến giao dịch. Đối với Chi cục Thuế khu vực Thạch Thất Quốc Oai, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức do chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song Chi cục đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng thu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021, trong đó có nhiều loại thuế đạt cao so với kế hoạch pháp lệnh như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí lệ phí. Chi cục thuế đã chỉ đạo tập trung đôn đốc các khoản thu tiền thuê đất, nợ đọng thuế, thu công nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo cân đối nguồn thu. Kết quả 6 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 372 tỷ đồng, đạt 33,7%. Nếu trừ tiền sử dụng đất đạt 204 tỷ đồng, đạt 59,7%. Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao công tác thực hiện nhiệm vụ của hai cơ quan Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế khu vực Thạch Thất Quốc Oai đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị Kho bạc Nhà nước huyện cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước trên địa bàn, quản lý kiểm soát tốt các khoản thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chi cục thuế khu vực Thạch Thất Quốc Oai triển khai đồng bộ các giải pháp thu nợ đọng thuế để tăng thu ngân sách nhà nước, phối hợp với các phòng ban liên quan của huyện thực hiện kiên quyết các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật, phấn đấu thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách trên địa bàn năm 2021.
Trong các ngày từ 28 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc với cử tri 21 xã thị trấn trước kỳ họp giữa năm 2021. Tại buổi tiếp xúc, đại diện các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân huyện Quốc Oai khóa 20, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, báo cáo kết quả giải quyết trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước. 6 tháng đầu năm 2021, vượt qua những khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện đã thực hiện thành công nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, tổng giá trị sản xuất 6 tháng ước đạt xấp xỉ 7.000 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng ước đạt 4.155 tỷ đồng. Dịch vụ thương mại ước đạt 1.935 tỷ đồng, nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt 887,5 tỷ đồng. Kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng 58,2%, dịch vụ thương mại 28,6%, nông lâm nghiệp thủy sản 13,2%. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cởi mở, cử tri các địa phương đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, đồng tình với các nội dung mà kỳ họp đưa ra. Đồng thời cử tri cũng có những kiến nghị đề xuất như đề nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng các công trình văn hóa tâm linh, đình chùa, văn chỉ ở một số địa phương, quan tâm xây dựng các công trình đường giao thông thôn xóm, hệ thống kênh mương dẫn nước nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đầu tư sửa chữa hệ thống đài truyền thanh xã, vấn đề ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quan tâm đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp cho nhân dân. Đại diện các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã trả lời một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại được các đại biểu tiếp thu đầy đủ để chuyển tới kỳ họp giữa năm Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 1 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Hội nghị đã tiến hành thực hiện các nội dung: hướng dẫn các biện pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo cáo kết quả xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, báo cáo thực hiện kế hoạch thực hiện sản phẩm OCOP năm 2021, báo cáo vướng mắc khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tập trung vào cuộc quyết liệt để nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện, đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn, quan tâm thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch gia đình, đôn đốc đẩy nhanh dự án đầu tư cấp nước sạch cho các xã vùng miền núi của huyện, tập trung tháo gỡ các vướng mắc cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả lĩnh vực phát triển nông nghiệp, trọng tâm là triển khai thực hiện hiệu quả sản phẩm OCOP và sản phẩm Việt Gáp có tính cạnh tranh, đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đẩy mạnh các biện pháp để tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, trong đó cần tuyên truyền vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn. Sáng ngày 1 tháng 7 tại trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 huyện Quốc Oai đã tổ chức diễn tập phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có đồng chí Phạm Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông huyện. Kịch bản của buổi diễn tập được thực hiện theo 12 nội dung, bao gồm các bước từ việc phân luồng giao thông, xử lý các tình huống khi có đông phụ huynh đưa đón thí sinh và cá nhân thí sinh tập trung cùng một thời điểm tại cổng trường, đến việc hướng dẫn thí sinh đi theo lối riêng, đảm bảo khoảng cách và hướng dẫn phụ huynh thí sinh đến điểm chờ khi có nhu cầu chờ đón thí sinh.
Thí sinh vào địa điểm thi được giám sát chặt chẽ, đảm bảo xếp hàng giữ khoảng cách an toàn và được cán bộ y tế tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn. Thí sinh sau khi được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay sẽ được hướng dẫn đến các vị trí phòng thi và vào phòng thi theo phân luồng đảm bảo giãn cách, đồng thời ngồi yên tại bàn thi khi đã được đánh số thứ tự trong phòng thi. Đặc biệt, kịch bản diễn tập còn đưa ra 3 tình huống giả định xảy ra để bộ phận phục vụ kỳ thi xử lý đối với các trường hợp thí sinh đến địa điểm dự thi khi thí sinh đo thân nhiệt có phát hiện nhiệt độ cao bằng hoặc trên 37,5 độ C. Sức khỏe có những triệu chứng bất thường khi điều tra yếu tố dịch tễ có hoặc không liên quan đến nghi nhiễm và không lây nhiễm COVID-19. Hay trong trường hợp thí sinh đang làm bài thi có biểu hiện bất thường về sức khỏe qua kiểm tra khám lâm sàng và lấy thông tin dịch tễ có và không có yếu tố liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Thông qua buổi diễn tập về phòng chống dịch COVID-19 sẽ giúp ban chỉ đạo của huyện cũng như hội đồng thi, đội ngũ cán bộ, giáo viên và lực lượng phục vụ tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 diễn ra trên địa bàn huyện sẽ có thêm những kinh nghiệm quý báu từ những tình huống giả định thực tế để kịp thời xử lý hiệu quả cao nhất khi có những vấn đề phát sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi, đồng thời góp phần tạo điều kiện giúp các em học sinh có được một kỳ thi an toàn và đạt được những kết quả cao nhất. Nhằm hỗ trợ tiếp sức cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19, chiều ngày 1 tháng 7, đoàn lãnh đạo huyện do đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã tới thăm tặng quà đội ngũ bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bày tỏ sự chia sẻ với vất vả và trân trọng những nỗ lực của cán bộ, nhân viên, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện trong công tác khám chữa bệnh trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đồng thời chúc lực lượng tuyến đầu giữ gìn sức khỏe để chung sức cùng cấp ủy chính quyền các cấp trong huyện sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Chia sẻ với những khó khăn với y bác sĩ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao tặng 2.500 khẩu trang y tế và 50 triệu đồng tiền mặt cho Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai. Chương trình thời sự của truyền hình Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn.